uống rượu được rồi đó. Bây giờ em xin phép mời anh Xuân Tiên có mặt ở trong này giùm em mời anh Xuân Tiên. Sinh nhật của anh Xuân Tiên và sau đó là anh chị em mình sẽ cắt bánh hậu Model Day. Bây giờ em hát sinh nhật của anh Xuân Tiên trước. Anh Xuân Tiên đâu rồi? Em xin yêu cầu các anh các chị ở lại tới giờ chót cho nó vui, tại vì càng về khuya thì sẽ càng có nhiều cái chương trình rất là hay. Em xin các chị các anh ở lại tới giờ chót, càng về khuya thì sẽ càng hay. Đừng có bỏ em về nửa chừng, tội nghiệp Phương Linh. Anh Tiên, em mời anh lên đây cho em hỏi anh vài câu. Xin phép hỏi anh là hôm nay anh bao nhiêu tuổi? Hôm nay tôi 57 tuổi. 57 có nghĩa là 75 nó hú rồi. 57 nhìn sau lưng nhìn thanh niên 57 quay lại, trời ông ngoại ơi, 75 tuổi rồi. Để em thay mặt cho tất cả các anh các chị ở đây kính chúc anh Xuân Tiên một cái sinh nhật thật là vui vẻ, chúc anh rất là nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc và nhiều hồng ân của Chúa, cho anh lúc nào cũng cười tươi đi hết. Đối với tôi đó, bên cạnh tôi đó là bà xã, các con cháu, nhưng mà trước mặt tôi đó là những người lính chiến với tôi, đã cùng chiến đấu sống chết với tôi, nhưng trong trái tim tôi vẫn là dòng máu Việt Nam, vẫn còn nhớ đến quê hương, vẫn nhớ đến tình đồng đội, vẫn nhớ đến những người đã nằm xuống, đã hy sinh cho chúng ta có ngày hôm nay. Và để một điều cuối cùng là để cho những con cháu chúng ta biết ở đâu mà chúng ta đến đây. Cái chiến trận xâm lược của Nga với Ukraine nó đánh thức các cái hậu duệ và con cháu chúng ta biết vì sao con cháu chúng ta đến ở đất nước này. Cảm ơn anh. Sau đây em xin tất cả các anh các chị cùng nhau hát bài chúc mừng birthday anh Xuân Tiên. Và em hy vọng là chị Minh Tài ơi, em hy vọng tối nay chị sẽ có một màn múa sexy để mừng anh Xuân Tiên nha. Bây giờ chị làm anh chị múa trước mặt đồ đi, tối về khởi đồ sau vậy. Happy birthday. Happy birthday qua rồi, người đã qua đã qua rồi đây.
toàn trên xa lộ. Vui nha, vui. Long mẹ, long mẹ. Chị Minh Tài, bây giờ chị này là chị mà đấy giờ làm việc bên ngoài mà quên.